Các lần các tập kinh tạng, kinh điển sau khi Đức Phật nhận Niết Bàn lần thứ hai trở đi, ai là người ứng chứng cho các vị tỳ kheo là các bậc thánh hoặc A-la-hán? Phải mất nhiều lần thành trụ ngoại diệt của quả địa cầu mới xuất hiện một vị chánh đẳng giác. Tại sao khi Bồ Tát thả bát xuống sông vẫn chạm vào bát của các vị Phật trước? Đầu tiên á, là cái chuyện mà xác nhận sở chứng của Tiêu Tăng vào các lần cái tập kinh tạng thì nó không có đến mức độ khó như là quý vị tưởng tượng. Trong tạng luật á, thì Đức Phật chỉ không có cho tuyên bố cái pháp thượng nhân, tức là cái sở chứng của mình đối với những vị không phải là tỳ kheo thôi. Còn các vị tỳ kheo với nhau thì vẫn có thể công bố để mà đối chiếu với nhau. Có một cách mà chư tăng đối chiếu với nhau á. Xin lấy ví dụ, xin lấy ví dụ đối chiếu về cái khả năng biết được kiếp trước của mình. Một vị khi mà vị đó chứng thiền, vị đó nghĩ là vị đó có thể có cái năng lực thần thông biết được kiếp trước ấy. Thì khi mà vị đó quán, vị xong rồi đó, vị đó sẽ nhờ một vị hoặc nhiều vị tỳ kheo khác quán về mình để đối chiếu xem là có chính xác hay không. Ví dụ như vị này quán thấy kiếp trước của mình là một cái anh nông dân, mà vị này đi hỏi cái vị tỳ kheo khác mà quán thấy kiếp trước của vị này là một cái anh đại gia, thì rõ ràng hai vị này khác nhau, thì phải đi tìm một vị thứ ba để mà xem. Nếu mà vị thứ ba đó quán là kiếp trước của vị này là anh nông dân, thì cái vị mà quán là anh đại gia phải xem lại mình có chính xác hay không. Còn nếu như mà quán mà thấy kiếp trước vị này là anh đại gia thì cái anh mà quán là mình nông dân á phải xem lại có chính xác hay không. Còn nếu như vị thứ ba này mà quán kiếp trước cái người này là cái cô gái thì ba vị này phải đi tìm cái vị khác xét lại nữa. Tức là đối chiếu, chư tăng có một cách là đối chiếu với nhau, nó đối chiếu với nhau, đối chiếu nhiều lần để xác nhận coi là cái sở chứng của mình á nó có chính xác hay không. Cũng vậy, chư tăng để mà xác nhận xác chứng vị nào đó có phải a la hán hay không thì có một cách là gặp nhau để mà đối chiếu với nhau. Cái đó là nằm ở trong cái phận sự, nằm ở trong cái công việc của chư tăng. Và những cái vị mà chỉ cần có một vị chứng a la hán thôi, trong số tăng đoàn chỉ cần có một vị chứng a la hán thì vị đó có khả năng biết được những vị kia có phải A-la-hán hay không. Thì quý vị cứ nghĩ đi, quý vị cứ nghĩ đi, hội một cái nhóm 500 vị, 500 vị mà xác nhận với nhau là chứng A-la-hán thì chỉ cần có một vị nói là 499 vị kia không phải, thì tự nhiên là 499 vị kia là thu hồi lại cái tâm ngã mạn của mình. Và cái khả năng mà dễ xảy ra nhất đối với tăng đoàn, đặc biệt là những vị thanh tịnh mà tự tin mình A-la-hán, thì các vị đó sẽ quỳ sụp xuống và thỉnh cái vị kia đó hãy dạy cho mình cái phương pháp để có thể chứng được đạt A-la-hán. Như là ở trong một cái trong một chú giải của Trung Bộ Kinh, trong chú giải Trung Bộ Kinh, hai cái vị thầy trò đó thì người đệ tử chứng A-la-hán, còn người thầy đó do cái trí tuệ rất là thâm sâu và có năng lực thần thông cho nên vị này trong suốt một khoảng thời gian dài cũng nghĩ mình là A-la-hán, nhưng người đệ tử thì biết chắc thầy mình không phải, thành ra mới đến gặp và khảo vị thầy của mình. Đầu tiên á, là khảo về cái khả năng hiểu biết và phân tích. Thì vị này hỏi cả trăm ngàn câu hỏi khác nhau, vị thầy vẫn có thể đối đáp trôi chảy. Sau đó đó, người trò mới kêu vị thầy của mình, xin thầy hãy hóa hiện ra một con voi với cái vòi ngậm vào trong miệng, đuôi vểnh lên và hai tay dang rộng ra.
mắt long lên sòng sọc xong tới đây. Thì thầy làm theo, thì trong cái khoảnh khắc con voi nó tiến tới gần sát, vì thầy hoảng sợ và nắm lấy cái y của người trò của mình kéo đi. Người trò mới níu cái y thầy mình lại và nhắc nhở: thưa thầy, một vị A-la-hán còn có sợ hãi hay sao? Thì khi đó vị thầy biết chắc là người trò mình là A-la-hán, còn mình chưa phải. Thì cái vị thầy đó quỳ sụp xuống lạy cái người trò của mình và xin người đệ tử hãy dạy cho mình cái phương pháp thực hành đạt thành quả vị A-la-hán. Người trò mới nói là: đây là lý do con đến để con giúp thầy. Rồi người trò hướng dẫn và vị thầy đi kinh hành. Đi đến bước thứ ba thì vị này chứng quả A-la-hán. Cho nên tăng đoàn có cách để mà đối chiếu với nhau, đặc biệt là trong một cái hội chúng đông như vậy đó, thì chỉ cần có tồn tại một vị A-la-hán thì vị đó có khả năng biết được những vị khác có phải hay không. Quý vị không có nằm ở trong cái mình gọi là cái vòng đó, nằm ở trong cái nhóm đó, nằm trong cái group đó, cho nên quý vị không cách chi mà quý vị tưởng tượng được một vị mà trong sạch đủ để vị đó có khả năng tự tin, dù là hiểu lầm mình là A-la-hán, cái năng lực của vị đó kinh khủng đó như thế nào đó. Quý vị không tưởng tượng nổi đâu. Thành ra đó, khi mà một nhóm những cái bậc mà long tượng như vậy mà tập trung lại với nhau, chắc chắn là nó sẽ có những chuyện phi thường, và những vị này có khả năng để mà xác chứng với nhau. Cứ yên tâm cái chuyện đó ha. Tung